Nội dung thứ 10 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về từ khóa long. Như vậy từ khóa này có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta tiếp tục thực hiện phần ví dụ. Các bạn thấy ở đây tôi cũng chuẩn bị sẵn phần ví dụ của chúng ta. Đối với long, chúng ta sử dụng nó để gán một đối tượng bởi một đối tượng đã có sẵn và không muốn thay đổi hoặc ảnh hưởng đến đối tượng có sẵn đó. Nghĩa là sao? Bây giờ tôi có một lát đó là student. Thì các bạn thấy lát này cũng hoàn toàn bình thường. Chúng ta có một phương thức construct để thiết lập giá trị mặc định cho code cho name. Chúng ta có phương thức set name để thay đổi lại tên của sinh viên và phương thức show info để hiển thị thông tin của sinh viên đó. Bây giờ tôi tiến hành tạo ra một sinh viên. Tôi tạm đặt đó là student bằng new student. Sau đó chúng ta thử in ra thông tin của student. Chúng ta sẽ vào ví dụ thứ 10. Tôi quay lại phần mã nguồn vào 10. Thì các bạn thấy thông tin của sinh viên A gồm có code và name. Bây giờ chúng ta muốn tạo ra một sinh viên B. Chúng ta có thể thực hiện như sau. Ví dụ tôi đặt một biến student B. Nó sẽ bằng. Ở đây tôi gán nó bằng cho student A. Sau đó chúng ta sẽ in ra thông tin của student B. Ở đây là student B. Tôi reset lại. Các bạn thấy chúng ta cũng có thông tin của student B. Tuy nhiên, ở đây do là vì student B bằng với student A, do đó hai thông tin này nó giống với nhau. Tôi sẽ thử thay đổi lại thông tin cho student B. Như vậy, chúng ta có thể thử là thay đổi giá trị name. Ở đây, student B, chúng ta gọi đến phương thức đó là set name. Tên mặc định đó là Peter Rao rồi. Bây giờ tôi thiết lập đó là John Smith chẳng hạn. Sau đó chúng ta sẽ thử refresh lại. Thì các bạn thấy tên của sinh viên B nó cũng đã thay đổi. Bây giờ chúng ta lại thử in ra thông tin của sinh viên A. Tôi copy giá trị này xuống một lần nữa. Và ở đây sẽ là sinh viên A. Các bạn thấy thông tin của sinh viên A được in sau khi chúng ta đã thay đổi tên của sinh viên B. Bây giờ tôi thử refresh lại. Thì các bạn thấy đây là thông tin của sinh viên A. Và thông tin này nó lại giống với sinh viên B. Và vấn đề này do là vì chúng ta đã khai báo student B và student A nó bằng với nhau. Do đó khi chúng ta thay đổi giá trị của sinh viên B thì nó sẽ ảnh hưởng lên tất cả các thuộc tính của sinh viên A. Như vậy, đối với lập trình hướng đối tượng để tránh trường hợp này, họ sẽ có một từ khóa ở phía trước, đó là từ khóa long. Sau đó chúng ta thử refresh lại. Thì các bạn thấy khi chúng ta đặt từ khóa này vào, khi mà chúng ta thay đổi thông tin của sinh viên B, nó sẽ không ảnh hưởng đến thông tin của sinh viên A. Như vậy, đối với từ khóa long, các bạn thấy nó gán một đối tượng bởi một đối tượng đã có sẵn. Đây là bước gán của nó. Và nó không thay đổi hoặc ảnh hưởng đến đối tượng đã có sẵn đó. Thì rõ ràng các bạn thấy chúng ta có thay đổi thuộc tính của sinh viên B thì nó cũng không ảnh hưởng đến thuộc tính của sinh viên A. Đó là chức năng và nội dung của từ khóa long.